Trước là em cũng bị xoang, trước đây là bị cảm, sau đó thì là nó bị nhiễm lạnh rồi trong phổi, sau đó là bị xoang, là trong 2 năm đấy là em không tắm được, chỉ lau nước, gọi là thần kinh giao cảm với thần kinh ngoại biên ấy. Thì là bây giờ cứ cho nước vào người nó sẽ rất là gai, không tắm, thế là đi chữa đông y là uống thuốc để đến 6 tháng. Thuốc bắc cũng liên tục, cứ đù đốn như nước là như ăn cơm. Sau đó sang không uống khoảng tầm 3, từ đầu là uống khoảng 3 tháng, sau đó là chuyển sang uống tây y cũng đỡ. Xong là lại chuyển sang lại uống đông y, đông y lại 3 tháng tiếp. Bằng 6 tháng thuốc đông y mà ngày nào nó cũng một thang đun 3 lần uống, thế là cũng không đỡ. Chỉ đỡ nó chỉ, tức là chỉ ví dụ mà bị 100% thì là nó chỉ đỡ được khoảng 30% mà vẫn không tắm được. Bây giờ là nếu mà một người bình thường mà mặc một cái áo thì em phải mặc 2 cái. Lạnh hay như nào? Cũng bị lạnh, xong rồi gai người xong không tắm được, rồi cũng phải lau, không tắm được. Không tắm được? Không tắm. Không rửa nước đi được? Cứ ví dụ như là rội vào chân thì là cả cái chân nó cứ lạnh. À thế à? Vâng, cứ gai. Thế là đến bố em cũng có tìm hiểu diễn chuẩn này. Cũng giới thiệu em, nhưng mà em tức là đang chữa cái đông y rồi thì cứ theo mà không thấy cũng không đỡ, không khỏi hẳn. Và thấy thuốc thì cứ bảo là cứ uống đi, cứ uống nó sẽ khỏi, nhưng mà uống thôi. mà thanh niên thì kiểu em cũng muốn là nó đi gió máy thì nó phải kiểu nó được bình thường trở lại. Còn người nó cứ nếu mà cứ mùa hè này mà phải mặc 2 cái áo thì khó làm việc. Thì hiểu diện chuẩn này thì có chữa bằng diện chuẩn. Thế là trong 4 ngày là khỏi. Thế à? Như mơ. 4 ngày? Trời ơi, hay quá. Như mơ. Bằng trước cả xoang, trước cả cái tắm của em. Thế bây giờ cho tắm được gì? Tức là cũng chưa công việc và hơi ngại luôn. Em chưa dần nhưng mà cái quan trọng là bây giờ cái xoang của em hết rồi. Thì bây giờ em mới thở bình thường rồi. Sau đó cái kiểu như là cái tắm ấy, có thể tắm được. Chứ ngày trước không tắm được. Sau 4 cái hôm đấy thì em cảm giác như nào? Sau 4 hôm đấy thì là không, từ đầu thì là em... Làm sao mà em biết là em có thể tắm được? Em hôm đấy rất là tình cờ. Hôm đấy là tức là em lau người thì nó không còn gai nữa. Tức là lau người nó vẫn còn gai nhẹ. Mà lau người nó không còn gai đấy. Thế đến một hôm thì em trời nóng quá, em bật nước. Thế là tắm vào nước lạnh, tắm vào nước lạnh thì lại tắm được. Thế từ đấy em cứ tắm thôi. Thế là nghiêng nhưng mà bị xoang, nhưng mà cũng không làm được gì. Mà cứ đi ra bụi là hắt xì, mà cứ lạnh là không ra ngoài được. Mà cứ mùa hè là mặc 2-3 cái áo mà vẫn lạnh. Nói chung là căng thẳng, mà đến thì em chưa đau khổ chưa trong 4 ngày. Thế là hết thế xong rồi là vẫn phải chữa lại, nhưng mà tức là bây giờ là mình có niềm tin, rất là có niềm tin vào diện chuẩn. Bây giờ là ổn rồi đúng không? Bảo xoang là cả cái buổi tắm kia. Để chúc mừng em, có đúng là làm gì nghe nghe không thể tin được. Nghe không thể tin được toàn này. Mọi người không tin đấy, bởi vì là nhìn trông bình thường anh mà tắm không tắm đâu, không ai tin. Nhìn đẹp trai cao to kia mà 2 năm không tắm, món tắm. Là, không tắm. Chuyện không thể tin nổi.